Vào thứ Bảy, ngày 30 tháng 3 năm 2019 vừa qua, Trường Đại học Thái Bình Dương đã tổ chức chương trình tư vấn hướng nghiệp và giao lưu với các chuyên gia năm 2019 với sự tham gia của hơn 800 học sinh lớp 12 đến từ 14 trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh Khánh Hòa như Cam Ranh, Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Ninh Hòa và Vạn Ninh. Tham gia chương trình, học sinh và giáo viên được tham quan cơ sở vật chất hiện đại của trường, được giới thiệu về ngành nghề đào tạo, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, tổ hợp xét tuyển, cơ hội việc làm, chế độ chính sách và các chương trình học bổng POU dành cho sinh viên. Các em học sinh còn được thông tin dự báo và tìm hiểu tổng quan về các ngành nghề đào tạo đang thu hút nhân lực ở Việt Nam nói chung và tại Khánh Hòa nói riêng, được tư vấn lựa chọn ngành nghề, hỏi đáp thông tin về tuyển sinh giữa học sinh và POU, đồng thời cũng được giải đáp các thắc mắc liên quan đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh đại học năm 2019. Qua đó giúp các em có thêm nhiều thông tin bổ ích để tự tin lựa chọn ngành nghề phù hợp trước ngưỡng cửa nghề nghiệp. Kết thúc buổi tư vấn hướng nghiệp và giao lưu, các em học sinh và giáo viên được POU trao tặng giấy chứng nhận và tặng quà khi đã tham gia chương trình tư vấn hướng nghiệp năm 2019 tại Trường Đại học Thái Bình Dương. Ngoài ra, học sinh từ các trường trung học phổ thông được tham gia tư vấn cùng chuyên gia đến từ các doanh nghiệp lớn, các ngân hàng, các khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, các chuyên gia giáo dục đến từ Hàn Quốc, tại các gian hàng tuyển sinh từng ngành tại sân trường, gian hàng ngành luật, du lịch, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng, kế toán, ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin, luật, Hàn Quốc học, Trung Quốc học. Cũng trong cùng ngày 30 tháng 3 năm 2019, nhằm hưởng ứng tháng thanh niên và kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2019, Ban chấp hành Đoàn hội Trường Đại học Thái Bình Dương đã tổ chức hội trại truyền thống POU lần thứ 10 với chủ đề Tuổi trẻ POU học từ trải nghiệm. Các em học sinh đến từ 14 trường trung học phổ thông tham quan các gian hàng hội trại, thưởng thức ẩm thực, tham gia các trò chơi giao lưu giữa các trường trung học phổ thông với nhau do đoàn trường tổ chức. Hội trại diễn ra với nhiều hoạt động thú vị, thu hút sự tham gia của nhiều sinh viên của toàn trường. Bên cạnh đó, còn có sự tham gia của tất cả các cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường. Tham gia hội trại, các sinh viên có cơ hội được cháy hết mình nhiều trò chơi hấp dẫn và độc đáo như thi chạy tiếp sức nam nữ, biker trường học, bong bóng nghệ thuật, trò chơi dân gian, thi kéo co nam nữ, gian hàng ẩm thực, thi món ăn ngon, thi cắm hoa, nhảy dân vũ, góp phần tạo nên không khí vui vẻ và sôi động, không kém phần hài hước. Điều hấp dẫn trong hội trại lần này là thi chạy đẹp, thể hiện được những tinh thần nhiệt huyết sáng tạo của tuổi trẻ Trường Đại học Thái Bình Dương. Đặc biệt, trong tối ngày 30 tháng 3 năm 2019, đêm lửa trại chính thức được khai mạc để lại ấn tượng trong lòng trại sinh bởi đêm liên hoan văn nghệ với các tiết mục được dàn dựng công phu do chính các bạn sinh viên của trường biểu diễn. Đây là sân chơi bổ ích, hội trại truyền thống được xem là một trong những chương trình trọng tâm trong năm của Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên Trường Đại học Thái Bình Dương. Nhằm ôn lại những trang sử hào hùng, thông qua hoạt động này, nhà trường mong muốn có cơ hội để các bạn sinh viên giao lưu học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, rèn luyện bản thân, phát triển những kỹ năng sống và làm việc trong hoàn cảnh đa dạng. Hội trại truyền thống POU lần thứ 10 năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, có sức lan tỏa cao, khơi dậy niềm tự hào của một thế hệ tuổi trẻ, xứng đáng là tương lai của ngôi trường đại học mang tên Thái Bình Dương. Đại học Thái Bình Dương, POU, học từ trải nghiệm.